Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành như thế này. Mẫu này các bạn có thể tăng giảm size dùng cho người lớn hoặc là trẻ nhỏ đều được ha. Mặt trước mình có trang trí nhiều họa tiết khác nhau cho thân nón thêm xinh xắn. Và cái phần vành nón nè, mình có thể tạo theo nhiều kiểu khác nhau ha. Có thể bẻ cong cái phần vành lên hoặc là để thẳng cũng được. Một số bạn không thích trang trí hoa thì các bạn có thể để trơn đều được ha. Và phần vành thì mình cũng có thể để thẳng hoặc là bẻ cong lên đều được, tùy vào các bạn phối. Để móc mẫu nón này, ở đây mình sử dụng là sợi dệt màu trơn. Sợi của mình có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và để móc phần thân nón, mình sử dụng đầu kim 3.5 mm. Một số bạn không có cái mẫu kim này thì các bạn có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len. Thì đầu kim của mình nó sẽ có cái độ dày hơn so với sợi len 1/2 là được. Các bạn móc cho bé nhỏ thì các bạn sẽ sử dụng cho mình đầu kim này để cho cái phần thân nón của mình nó được mềm mại hơn ha. Còn móc cho người lớn thì các bạn sẽ sử dụng đầu kim nhỏ hơn một chút đều được và kéo các len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên cho mình vị trí này ha, sau đó sẽ sử dụng một đoạn len có màu khác đâm cho mình xuyên qua cái phần lỗ này nè, để mình đánh dấu là điểm kết thúc của mỗi vòng nha. Móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Khi có được 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau, nắm sợi len ngắn màu vàng này gút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Ở đây mình sẽ móc xoắn ốc cho phần thân nón nên mình sẽ không kết mũi ha. Các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len khác màu nè, đưa xuống phía dưới để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng đầu tiên và bắt đầu vòng thứ hai. Đưa xuống phía dưới nè. Để bắt đầu vòng móc thứ hai, mình sẽ di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này. Đây sẽ là chân đầu tiên nè, chân của mũi móc đơn đầu tiên ha. Móc vào đó cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Một, hai. Thì cái sợi len mà mình vừa đưa xuống nè, nó sẽ đánh dấu đây là điểm bắt đầu của vòng móc thứ hai và kết thúc vòng móc thứ nhất ha. Vòng móc thứ nhất mình có 6 mũi móc đơn, sẽ tạo ra 6 chân móc cho vòng móc thứ hai. Thì 5 chân móc còn lại các bạn cũng làm tương tự như chân đầu tiên. Mỗi chân sẽ là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân thứ hai 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ sáu là chân cuối cùng móc 2 mũi móc đơn. Như vậy là mình kết thúc vòng móc thứ hai ha. Vòng móc thứ hai nó sẽ có số mũi móc gấp đôi so với vòng móc đầu tiên. Và để đánh dấu điểm kết thúc của vòng móc thứ hai này, các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len mà mình vừa đưa xuống phía dưới, đưa sợi len lên phía trên lại nè. Ở vòng móc thứ ba, móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn.
Cái sợi len mà mình vừa đưa lên này nó sẽ đánh dấu điểm kết thúc của vòng móc thứ hai và bắt đầu vòng móc thứ ba ha. Được một mũi móc đơn vòng móc thứ ba rồi, chân thứ hai sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2 Ta có được cụm móc đầu tiên, một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Tức là mình sẽ có được 6 cụm liên tiếp á. Đây là cụm thứ nhất nè. Chân bên cạnh một mũi móc đơn. Chân kế tiếp hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta được cụm thứ hai. Tiếp tục cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư, một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu. Ta kết thúc vòng móc thứ ba với 6 cụm móc như thế này ha. Và ta cũng tăng lên được 6 mũi móc cho vòng móc thứ ba. Ta có cụm đầu tiên nè. Tiếp tục cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu. Mình kết thúc vòng móc thứ ba với 6 cụm móc ha. Tiếp tục đưa sợi len xuống phía dưới để mình đánh dấu nè. Ở vòng móc thứ tư mình sẽ tăng số mũi móc đơn ở mỗi chân móc lên là 2 mũi. Ở vòng thứ ba là một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân nè. Thì vòng móc thứ tư sẽ là 2 mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Có được hai mũi móc đơn rồi thì chân thứ ba là hai mũi móc đơn cùng chân ha. Ta sẽ có được cụm đầu tiên hai mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Hai chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn. Và chân thứ ba sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho đến hết ha, thì mình cũng có được 6 cụm móc như thế này. Ta có cụm thứ ba nè. Tiếp tục cụm thứ tư. Hai mũi móc đơn mỗi chân. Hai mũi móc đơn cùng chân. Tiếp tục cụm thứ năm. Và cụm thứ sáu. Hai mũi mỗi chân. Xen kẽ hai mũi cùng chân. Ta hoàn tất được vòng móc thứ tư với 6 cụm móc. Hai mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân nè. Thì các bạn cứ móc xoắn ốc tương tự cho các vòng móc còn lại ha, cũng tăng đều. Và kết thúc mỗi vòng móc mình đều đưa sợi len lên phía trên hoặc là xuống phía dưới để mình đánh dấu điểm kết thúc. Các vòng móc kế tiếp thì cách tăng size như sau. Các bạn sẽ dựa cho mình ở cái vòng phía trên. Ta có hai mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân rồi, thì vòng tiếp theo các bạn sẽ tăng cái số mũi ở mỗi chân cho mình. Ví dụ như ở dưới hai mũi rồi thì hàng tiếp theo sẽ là ba mũi xen kẽ hai mũi cùng chân, rồi hàng kế tiếp nữa là bốn mũi xen kẽ hai mũi cùng chân ha. Cứ móc xoắn ốc tương tự như vậy kết thúc mỗi vòng.
Ta sẽ dựa vào cái hàng móc phía trên để mình móc tiếp hàng phía dưới ha. Hàng này 2 mũi thì hàng phía trên sẽ là 3 mũi mỗi chân nè. Móc xoắn ốc tương tự cho các hàng móc còn lại. Cho đến khi cái vòng tròn này nó vừa với vòng đầu của bé thì các bạn sẽ ngưng ha. Cách đơn giản nhất để mình có thể biết được tổng số mũi móc của vòng móc cuối cùng cho cái vòng đầu mà mình định móc ở đây nè. Thì vòng đầu á, mình có để ở cái phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới để tham khảo số vòng đầu ha. Ở đây mình sẽ sử dụng một mẫu thước dây. Các bạn sẽ lấy cho mình 1cm của thước dây. Và mình sẽ dùng 1cm này đo với cái mũi móc của mình. 1cm của mình nó sẽ tương đương với 2 mũi móc đơn bên dưới. Thì khi đã xác định được cái số mũi móc cho 1cm rồi thì các bạn sẽ ghi cho mình ra cái công thức lên trên giấy cho dễ ha. Của mình 1cm sẽ tương đương với 2 mũi móc đơn. Thì ví dụ như mình làm ở đây vòng đầu là 45cm thì 45cm này nó sẽ tương đương với bao nhiêu mũi móc đơn. Các bạn sẽ tính cho mình theo công thức nhân chéo, tức là sẽ lấy số vòng đầu mà mình có được nhân cho số mũi móc đơn. Được bao nhiêu rồi ta sẽ lấy tổng đó chia ngang, tức là mình sẽ chia cho 1cm. Thì dựa trên công thức của mình sẽ có cách tính như sau. Ta sẽ lấy 45 nhân cho 2 nè. Tổng này được bao nhiêu đem chia cho 1cm ha. Thì cái bài toán của mình nó sẽ ra được là 90 mũi móc. Các bạn sẽ đưa cho mình số 90 này lên cái phần còn trống bên trên. Tức 90 này sẽ là tổng số mũi móc cuối cùng của cái vòng mà mình thêm ha. Nó sẽ tương đương với số vòng đầu mà các bạn có được. Thì cái công thức này có thể áp dụng cho tất cả các cái vòng đầu ha. Khi đã xác định được tổng số mũi móc của cái vòng cuối cùng rồi thì các bạn cứ lần lượt tăng size cho mình theo công thức đó. Tức là mình sẽ tăng cái số mũi móc đơn ở mỗi vòng móc nè. Ở phía dưới mình có 2 mũi xen kẽ 2 mũi cùng chân rồi thì vòng tiếp theo sẽ là 3 mũi xen kẽ 2 mũi cùng chân ha. 1 2 3. Có được 3 mũi móc đơn rồi. Tiếp tục chân móc kế tiếp sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc nữa ha, cho đến khi vòng tròn này nó đạt được cái số mũi móc mà mình đưa ra. Sau khi đã móc thêm được nhiều vòng móc và cách móc là tăng cái số mũi móc đơn cho mỗi hàng móc lên 1 mũi nè. Thì lúc này khi tăng cái vòng tròn của mình nó đã có đủ số mũi móc mà mình đưa ra ban đầu rồi. Tức là mình đã có được 90 mũi móc rồi ha. Thì cái hàng móc tăng cuối cùng này không nhất thiết nó sẽ nằm ở cuối của mỗi vòng móc ha. Nó có thể nằm ở đầu, chính giữa hoặc là cuối của mỗi vòng móc. Để cho tổng số mũi móc này nó đạt được cái số vòng đầu là được ha. Không nhất thiết là phải nằm ở cái điểm mà mình đánh dấu đầu và cuối. Khi đã có được tổng số mũi móc đó rồi thì các cái vòng móc kế tiếp các bạn sẽ móc đều và không tăng mũi nữa. Tức là mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho các vòng móc còn lại luôn ha. Đối với một số bạn mà có thể nhìn rõ được mũi móc thì sẽ để ý cho mình nè. Hai mũi móc cùng một chân móc ở hàng phía dưới nó sẽ nằm ở chân thứ hai của hai mũi móc cùng chân của hàng phía trên, thì tất cả các cái hàng móc ở phía trên nó đều như vậy ha. Hai mũi móc cùng chân của hàng phía dưới nó sẽ nằm ở chân thứ hai của hai mũi móc cùng chân của hàng phía trên. Thì lúc này khi mình không tăng size nữa thì các bạn sẽ không móc vào chân thứ hai đó nữa ha, mà cái chân thứ hai đó mình chỉ móc một mũi móc đơn thôi, tức là mình sẽ không tăng size nữa. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn thôi. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng và thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Mình cứ móc xoắn ốc mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Cho đến khi chiều cao từ cái phần đỉnh nón nè, đến hàng mà mình thêm cuối cùng, nó bằng đến cái phần tay của bé là được. Thì cái chiều cao của mỗi mẫu nón mình cũng có để ở phần mô tả ha. Các bạn cũng có thể nhấp vào phần mô tả bên dưới để tham khảo cái số đo vòng đầu cũng như là chiều cao của mỗi mẫu nón.
Ở đây mình sẽ xuống đều và không thêm nữa ha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc thêm được nhiều vòng móc và kết thúc của cái phần này, nó sẽ là cái chân mà mình đánh dấu ở đây ha. Lúc này chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng nó đã bằng cái số đo mà mình đưa ra rồi, thì thông thường nó sẽ nằm trong tầm khoảng 14 cho đến 16 cm. Ở đây mình sẽ móc tổng cộng là 16 cm ha, chiều cao từ phần đỉnh nón xuống. Các bạn có thể tham khảo ở phần mô tả. Khi mình đã có được chiều dài của phần nón rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái phần vành ở bên dưới. Để móc được cái vòng đầu tiên của phần vành, các bạn sẽ lấy cho mình tổng số mũi móc mà mình móc được cuối cùng của cái vòng này, chia cho 12 ha. Thì 12 mũi đó sẽ là 12 mũi móc của vòng móc thứ hai ở phần đỉnh nón á. Đây, vòng móc thứ hai của mình có được 12 mũi móc nè. Thì các bạn sẽ lấy tổng số mũi của vòng cuối cùng mình chia cho 12 ha. Ở đây mình có được 90 mũi móc, chia cho 12 ta có được 7,5. Các bạn sẽ lấy cho mình cái số chẵn thôi nha. Những bạn nào mà chia hết rồi thì mình sẽ lấy số chẵn đó. Còn những bạn nào mà chưa chia hết, ví dụ mà nó được 7,5 thì các bạn sẽ lấy số 7 thôi ha. Mình không lấy cái số phẩy phía sau nha. Đưa cái sợi len lên phía trên để đánh dấu điểm kết thúc nè. Ở 7,5 mũi mà mình mới vừa chia được á, thì các bạn sẽ lấy cho mình 7 mũi đó. 6 mũi đầu tiên, mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Khi có được 6 mũi móc đơn vào 6 chân liên tiếp thì chân móc thứ bảy sẽ là cái chân mà mình vừa chia được ha. Thì cái chân móc thứ bảy đó các bạn sẽ móc vào đó cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 2. Như vậy là mình sẽ có được một cụm chân móc như thế này, 6 mũi mỗi chân xen kẽ là 2 mũi cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại đến cuối vòng ha. Mình sẽ có nè 6 chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. 2 3 4 5 6. Chân móc thứ bảy sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân. Tương tự cho đến cuối vòng ha. Sau khi đã móc cái cụm chân móc cho đến cuối vòng nè, thì đối với một số trường hợp kết thúc mỗi vòng nó sẽ không đủ cái số mũi móc mà mình chia ra ha. Thì ở đây mình còn lại 4 chân móc, các bạn cứ móc tương tự cho mình, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng của vòng các bạn sẽ móc cho mình vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân ha. Thì cái khoảng cách này nó sẽ không giống với các cái khoảng cách mà mình vừa móc ban đầu. Chân cuối cùng ta luôn luôn móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì cái điểm này nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy so với cái độ xòe của phần vành đâu ha. Các bạn cứ móc tương tự cho mình và chân cuối cùng sẽ là 2 mũi móc đơn là được. Và khi mình đã kết thúc được vòng móc tăng đầu tiên rồi, hai vòng móc kế tiếp các bạn sẽ móc đều cho mình. Tức là mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và mình sẽ không tăng mũi ở hai vòng móc kế tiếp ha. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho đến cuối vòng và thêm một hàng móc nữa nha. Tức là mình sẽ có hai hàng móc. Sau khi đã móc được hai hàng móc đều nhau không tăng mũi thì lúc này phần vành của mình đã có được 3 hàng móc rồi ha. Một hàng móc tăng và hai hàng móc không tăng nè. Nó sẽ giúp cho phần vành của mình nó có cái độ xòe ra rồi. Thì hàng móc thứ tư của phần vành các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình. Hàng móc tăng mũi đầu tiên của phần vành mình có nè. 6 mũi móc đơn mỗi chân xen hai mũi móc đơn cùng chân ha. 1 2 3 4 5 6. 6 mũi móc đơn mỗi chân
sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì hàng móc thứ tư của phần vành các bạn sẽ quay ngược lại cho mình cái cách tăng mũi ở cái phần đỉnh nón. Ở đây mình có 6 mũi móc đơn mỗi chân, thì hàng móc thứ tư các bạn tăng lên cho mình là 7 mũi móc đơn mỗi chân, xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân ha. Kết thúc mỗi vòng thì cứ đưa cho mình sợi len lên xuống để mình đánh dấu ha. Hàng móc tăng mũi thứ tư nè, mình sẽ có 7 mũi móc đơn mỗi chân. 1 2 3 4 5 6 và 7. Khi có được 7 mũi móc đơn vào 7 chân liên tiếp thì chân móc thứ 8 sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân ha. Ta có được một cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha. Ta sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được cụm móc đó đến cuối vòng thì phần vành của mình đã có được 4 hàng móc rồi ha. Tiếp tục đưa sợi len lên phía trên nè. Phần vành của mình nó đã có cái độ xòe rồi. Đối với cái mẫu này mình không làm cái phần vành nó quá rộng nên mình sẽ chỉ có hai hàng móc tăng mũi cho phần vành thôi. Thì mình đã có hai hàng móc tăng mũi rồi, các hàng móc kế tiếp các bạn sẽ móc đều và không tăng mũi cho mình, cho cái phần vành của mình nó có cái độ cúp xuống nha. Tức là nó sẽ giống như hàng móc thứ hai và thứ ba của phần vành á. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cứ móc xoắn ốc liên tục cho đến khi ta có được cái độ rộng của phần vành như các bạn mong muốn là được ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc nữa cho đến khi đạt được cái độ rộng của phần vành ha. Ở đây mình đã tăng lên thêm 5 hàng móc đều nhau, lúc này phần vành của mình sẽ có tổng cộng là 9 hàng móc. Để kết thúc cái phần vành này, đây là cái chân móc cuối cùng của mỗi vòng ha. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc cuối cùng đó và mình sẽ di chuyển kim đến chân móc đầu tiên của cái vòng mới. Móc vào đó một mũi dời. Bỏ qua một chân ha. Móc vào đây một mũi dời nè. Sau đó kéo và cắt len. Dùng kim móc đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời. Kéo sợi len thừa ra phía sau. Đây, kéo căng cái sợi len thừa ha, thì mình sẽ hoàn tất được cái phần vành như thế này. Giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong các cái mũi móc cho kỹ nha. Sau đó mình sẽ rút cái sợi len màu ra. Thì mình vừa hoàn tất được một mẫu nón như thế này. Ở phần vành nón các bạn có thể để thẳng cúp xuống cũng được, hoặc là mình có thể bẻ cong lên để tạo cái độ đa dạng cho phần thân nón ha. Mình có trang trí lên thân trước của nón một số mẫu hoa và lá nè. Đây, phần vành nón các bạn có thể bẻ cong lên như thế này cũng được, hoặc là mình để thẳng xuống cũng được ha, tùy vào cách các bạn phối. Những cái mẫu hoa và lá ở phần thân trước của nó mình có hướng dẫn ở clip trước rồi, mình cũng có để link ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo cách móc hoa và lá ha, hoặc là có thể trang trí những cái họa tiết khác lên trên thân nón cũng được. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu nón vành như thế này. Chúc các bạn thành công.